Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Tan UKGI. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một nền tảng cho các bạn đi khai thác được rất là nhiều đồng coin miễn phí các bạn nhé. Và các bạn có thể là khai thác được như là Bitcoin, này, ETH, BNB, LTC và Dogecoin, TRX, Solana, Javecoin đều khai thác được hết nha các bạn. Thì sau khi các bạn nhấn vào đường link ở phần mô tả của video thì nó sẽ hiện cho các bạn một cái phần đăng ký tài khoản như thế này. Và ở phần đầu tiên thì các bạn hãy nhập là tên tài khoản của các bạn vào nhé. Tiếp theo là địa chỉ Gmail các bạn nha. Địa chỉ email các bạn sử dụng bình thường vào nhé. Tiếp tục là mật khẩu đăng nhập này. Xác nhận lại mật khẩu này. Rồi các bạn hãy kích vào tôi không phải là người máy này. Rồi các bạn tiếp tục nhấn vào tôi đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện cho mình. Sau đó các bạn hãy kích vào cái phần đăng ký cho mình nhé. Và nếu như bạn mà đã có tài khoản rồi thì bạn có thể nhấn vào phần đăng nhập nha. Phần đăng nhập này. Rồi bạn có thể là đăng nhập tài khoản của bạn vào. Tiếp tục tôi không phải là người máy. Nhớ tôi này. Đăng nhập tài khoản này. Và ở cái phần này thì các bạn có thể là tắt được những cái đồng coin các bạn không khai thác nó nhé. Như là DAI token các bạn muốn tắt nó thì có thể là nhấn vào phần tắt nha. Thì các bạn nhấn vào tắt xong thì ở phần khai thác coin thì nó sẽ không hiện những cái đồng coin để các bạn khai thác nữa nhá. Còn nếu như các bạn mà cứ giữ lại để cho nó đẹp ấy thì các bạn cứ giữ nguyên nha. Không cần làm gì cả ở phần này nhá. Ok, tiếp tục vào phần ba gạch này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào phần tài khoản cho mình. Sau đó các bạn sẽ hiện được những cái đồng coin để các bạn khai thác này. Và tổng số GH trên dây của các bạn là 100 GH trên dây nhé. Nếu như các bạn muốn khai thác Bitcoin thì các bạn cứ nhấn vào khai thác mỏ nha. Ok chưa? Ở đây thì nó sẽ có là tất cả các đồng coin để các bạn khai thác nếu như các bạn mà không nhấn vào tắt nhé. Ok, hiện tại ở đây các bạn muốn khai thác cái đồng coin nào thì các bạn tự nhấn vào nhé. Như mình thì mình sẽ khai thác cái đồng là TRX nha. Bởi vì mình thấy là min rút của TRX nó thấp hơn nhé. Ok, nhấn vào bắt đầu khai thác này. Rồi các bạn tiếp tục nhấn một lần nữa nhá. Các bạn nhấn vào lần đầu tiên thì nó sẽ chưa hiện đâu. Các bạn tiếp tục, nó sẽ không ghi nhận nhá. Các bạn tiếp tục nhấn vào lần thứ hai nhá. Ok, như vậy là nó sẽ hiện là các bạn đã lưu rồi. Và các bạn có thể load lại cho mình nhá. Và nó vẫn hiện là khai thác tên đấy nhá. Mình sẽ khai thác nguyên một đồng thôi nhá. Ok, đây. Tổng số TRX hiện tại của mình đang chạy nha. Mình khai thác cũng chưa đủ là 10 tiếng nhá. Và hiện tại cũng gần 1 TRX rồi. Có thể là một ngày nó sẽ cho các bạn khai thác được là 2 TRX hoặc là hơn 1 TRX trên ngày nhá. Ok, tiếp tục 3 gạch này. Cái mục như là tiền gửi đây, các bạn có thể nhấn vào xem qua. Như là các bạn gửi tiền nhá. Giả sử ở đây thì nó sẽ hiện như thế này nha. Nó sẽ chưa có phần như là nhận ví này. Các bạn muốn đầu tư cái đồng coin nào thì các bạn có thể nhấn vào phần như là nhận ví cho mình nhé. Rồi thì nó sẽ hiện được cho các bạn là địa chỉ ví nha. Các bạn chỉ cần là sao chép địa chỉ ví nó hiện ở đây. Rồi các bạn sẽ chuyển Dogecoin vào hoặc là các đồng coin khác vào nhé. Mà nếu như mà các bạn chuyển Dogecoin thì các bạn sao chép chính xác địa chỉ ví Dogecoin nha. LTC thì hãy chuyển chính xác địa chỉ ví LTC. Ok, TRX này các bạn cũng chuyển chính xác nhé. Cái này thì bạn nào mà quan tâm các bạn tự đầu tư nhé. Còn mình thì những cái video mà mình ghi là miễn phí thì chắc chắn ở trong video thì mình sẽ không test về phần đầu tư nha. Ok, tiếp tục 3 gạch này. Rồi các bạn hãy kích vào phần rút này. Các bạn xem qua như là min rút tối thiểu của nó nhé. Rồi đối với Bitcoin thì các bạn sẽ rút tối thiểu của nó là 0.001 BTC nhé. Còn LTC thì 0.13 LTC. Dogecoin là 120 Dogecoin BNB này. Và Tron là 100 TRX thôi nhé. 100 Tron thôi. Thì nếu các bạn mà khai thác Tron thì có thể các bạn sẽ đủ min rút sớm hơn nhé. Bởi vì hiện tại thì mình thấy là min rút Tron là thấp nhất rồi. Thì mình sẽ khai thác Tron nhé. Ok, nhậm số lượng để các bạn rút này. Giả sử mình rút 100 các bạn cứ nhập vào. Tiếp theo là địa chỉ ví TRX của các bạn. Rồi các bạn tiếp tục nhấn vào phần rút nhé. Đối với bạn nào mà có đủ mình rút nha.
Và nếu như mà không đủ mình rút thì nó sẽ hiện như này nhá, thiếu cân bằng này. Rồi tiếp tục cái mục như là mục mua GH trên dây. Ở cái mục như là mua GH trên dây thì các bạn có thể là dùng cái số coin các bạn khai thác được để các bạn mua GH trên dây nhá. Như hiện tại mình đang có là 0,6 TRX thì mình sẽ mua được là 0,45 GH trên dây nhá. Các bạn có thể nhấn vào trao đổi để các bạn nhận GH trên dây nha. Ok chưa? Nó hiện là thành công nhá. Như vậy là mình đã mua được GH trên dây rồi. Còn bạn nào mà có TRX hoặc là các đồng coin khác ở đây thì các bạn cũng có thể là làm tương tự nhá. Các bạn khai thác được bao nhiêu nhưng mà chưa đủ mình rút thì các bạn muốn nhận thêm GH trên dây thì các bạn có thể là dùng cá số TRX hoặc là cá số coin các bạn khai thác được để các bạn mua GH trên dây nha. Ok, các bạn mua GH trên dây xong thì các bạn sẽ đi vào phần như là tài khoản này, các bạn xem là tổng số GH trên dây của các bạn nó cộng lên nhá. Ok, đây thì tất cả các bạn đăng ký tài khoản xong nó sẽ tặng cho các bạn là 100 GH trên dây mà thôi. Còn hiện tại đây của mình cộng thêm là 0.45 GH trên dây nhá. Ok, ba gạch này. Rồi tiếp tục cái mục như là giới thiệu này, các bạn hãy kích vào xem nhé. Ở đây thì nó sẽ hiện được là tổng danh sách giới thiệu của các bạn thôi, không có gì nhé. Tiếp tục là liên kết giới thiệu này, các bạn có thể vào đây để các bạn lấy link nhé, đi chia sẻ nha. Ok chưa? Đường link các bạn đi chia sẻ đây, các bạn chỉ cần là sao chép đường dẫn này đi chia sẻ nhé, nếu như mà bạn nào mà muốn chia sẻ nha. Còn không chia sẻ được thì thôi bỏ qua ở phần này nhé. Nó sẽ có rất là nhiều đường link để các bạn copy đi chia sẻ nhé. Nhưng mà thôi, mình sẽ hướng dẫn sơ qua ngắn gọn thôi. Ba gạch này, hồ sơ tài khoản của các bạn này. Ok, thì ở đây nó sẽ hiện được là hồ sơ các bạn có bao nhiêu GH trên dây này. Và các bạn đăng ký tài khoản vào ngày nào này. Ok chưa? Đăng nhập cuối cùng này, các bạn có thể là thay đổi ảnh đại diện nhé. Nhưng mà đối với mình thì để nguyên đi, thay làm gì. Ok, thì như vậy là mình cũng đã hướng dẫn sơ qua cho các bạn cái nền tảng khai thác coin ngày hôm nay. Thì nếu như các bạn muốn thử may mắn vận may thì các bạn hoàn toàn có thể là đăng ký ngay sau khi các bạn xem được video này nha. Ok, cứ thử may mắn trước tiên nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Và mình sẽ tiếp tục đi vào video trước và mình sẽ chọn ra một bạn ngẫu nhiên ở trong video trước để trao giải TRX các bạn nhé.